Kính chào quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Tối ngày 9 tháng 2, xác nhận với phóng viên Vietnamnet, lãnh đạo công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hương, sinh năm 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tức cô đồng Trương Hương, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Trước đó, ngày 7 tháng 2, Công an thị xã Kinh Môn phát hiện tài khoản Facebook Trương Hương đăng tải video có nội dung cổ súy các hủ tục, mê tín dị đoan lên mạng xã hội. Nội dung video là các buổi xem bói của cô đồng tên Hương, hình thức là xem bằng lá trầu, quả cau. Khi mọi người đến xem sẽ đưa cho cô đồng lá trầu và quả cau. Sau đó người phụ nữ này bổ quả cau rồi nhìn vào đó phán về tình duyên, tài vận, sức khỏe, vận hạn của mọi người. Cô đồng Trương Hương xem bói tại nhà ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn. Sau khi các video được đăng tải, chia sẻ đã thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với câu hỏi gây chú ý, đúng nhận sai cãi. Công an thị xã Kinh Môn đã vào cuộc, rà soát và xác định tài khoản Facebook Trương Hương là của cá nhân Trương Thị Hương. Quá trình làm việc, người phụ nữ này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, đồng thời cho biết việc quay phát các video có nội dung xem bói như trên đều do một mình làm, không có ai giúp sức. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với người phụ nữ này. Theo lãnh đạo công an thị xã Kinh Môn, hành vi của Trương Thị Hương đã vi phạm vào điểm B, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020, NĐ-CP, ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022, NĐ-CP, ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Trên cơ sở đó, ngày 9 tháng 2, Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, với số tiền 7,5 triệu đồng. Về biện pháp khắc phục hậu quả, cơ quan công an yêu cầu Trương Thị Hương gỡ bỏ thông tin đã đăng tải.